Xin chào anh em nhé. Nay trong lúc mưa gió mình tạm dừng cái việc đóng hàng, hôm nay còn có mỗi 3 cây cho khách nên ngày tối mình đóng thì mình tranh thủ chút ít thời gian giới thiệu cho anh em các mẫu mới với lại giá và các phụ kiện kèm theo để anh em nắm được rõ nhé. Vì giá bây giờ cũng có cây lên cây xuống nên mình báo giá cụ thể cho anh em nắm được luôn nhé. Đây là các mẫu nỏ mới của mình, đây là nỏ săn hết đây. Cầm rất chắc tay nhá. Anh em nhìn so bàn tay mình so với cây nỏ này. Đấy. Gỗ nghiến xịn Hà Nội nha anh em nha. Gỗ này cứng như đá. Gọi là gỗ để làm thớt mà nên băm chặt vào nó cứ nảy cưng cưng. Gỗ này là mình để cũng đã lâu năm, đã luộc xong rồi để gác bếp rồi nha, nên qua xử lý hết rồi nên anh em yên tâm sử dụng nha. Anh em nhìn cánh tre của cái nỏ này. Quá dày dặn luôn nha, không phải nghĩ nha, cánh này để các bếp trên 6 năm hết rồi mình mới làm nó nha. Cái loại này có hai màu, một là bắn cong thế này, hai là bắn thẳng như này. Bắn thẳng như này cũng có màu vậy thì mình bán là giá là 1,8 triệu một cây, bao ship kèm một ống tên 10 mũi và một cái bìa tập bắn. Bìa tập bắn là cái miếng mình in cái tập bắn theo cái phôi cái mẫu sẵn nha. Đấy. Đây, nó của mình là có thêm cái này nha anh em nha. Cái móc ở dưới để thương hiệu nha, tại vì nhiều anh em là bây giờ cứ lấy hình ảnh của mình đăng tùm la tùm lum lên xong rồi đi lừa khách để lấy tiền cọc là không được đâu nha. Mình bên mình không nhận cọc anh em nha. Anh em cứ kiểm tra nhận được hàng kiểm tra thoải mái rồi thanh toán, đúng hàng phải thanh toán nha. Mà của mình có số điện thoại luôn nha. Đấy, anh em lưu ý nha. Những cây như này là mình bán 1,8 triệu một cây, các mẫu này. Đấy. Mẫu này là mẫu cũ chứ không phải mẫu mới nha. Mình để trên gác bếp bây giờ mới lấy xuống. Có dây là mình mới lắp. Tại vì nếu mà dây mà để gác bếp là nó sẽ bị hỏng, nó giòn dây nên bây giờ dây mình mới lắp. Dây mình đã bảo dưỡng rất kỹ nha anh em nhìn nha. Mình sát lá cây rừng và lá khoai. Bây giờ nó xe lại như thế này này. Bắn rất bền luôn nha anh em. Cứ sợ là đứt dây mà lại toàn phải xin thêm dây. Mình nghĩ là có khi chỉ sợ bạn thay nó mà còn chưa thay dây ấy. Nên anh em yên tâm về dây, chất lượng dây của bên mình nha. Anh này, anh em nhìn cái sợi dây nó xe lại như thế này này. Đây là tay mình vừa sát lá khoai xong nó còn vết bẩn thế này. Đấy là một mẫu nha. Đây là mẫu này là dây gai mình đang bán là 650k nha. Đây đang làm dở nó còn thiếu cò này. Đấy, các mẫu này. Gần như cây này là mình đang bán 850 này. Rất đẹp luôn nha. Dây mình bảo dưỡng kỹ nhìn rất đẹp nha anh em nha, nhìn lên màu đẹp chưa? Sờ vào đã thích này, sờ vào cái sợi dây của bên bên mình này, anh em nhìn này. Đấy, dây nó phải như thế này nha. Nó màu xanh đen nha anh em nha. Đèn nó dọi vào màu xanh chứ thôi, nhưng ngoài nó là xanh đen đấy. Đấy, cây này là 850 này. Đây, ống tên bên mình đây. Ống này là mình đang bán là 200 nghìn. Kèm theo 10 mũi. Còn cái ống tre kia là 100. Đây này. Cây hai cây này là mình không bán. Đây mấy cây này mình không bán nha. Cho anh em ngắm nha. Đây là một cặp đôi luôn nha. Riêng cái loại nào không biết là loại này là có đúng một cặp luôn của hai anh em luôn. Mình cái này mình không làm mà mình mua được. Mua lại của dân trong bản có hai anh em ruột. Mỗi người làm một cây. Nhưng rồi cái này nó bị mất bên cò rồi. Đấy anh em nói cho mình rất nhiều luôn của các loại mẫu, anh em nhìn đống tên như đống củi luôn này. Đấy, tên đấy. Còn đây là nó thi đấu của anh em trong kia người ta đặt này. Đây cánh này cực kỳ dày dặn chắc chắn chuẩn nó thi đấu luôn nha anh em. Nhìn cái rãnh này, cái rãnh tên đẹp chưa, nét từng nha. Mình làm rất kỹ càng luôn anh em, không bao giờ có phải vấn đề gì hết. Đây này,
Cây này mình đang bán 1,5 triệu nha anh em, nào mà xem chỗ nào mà người ta bán 1,5 triệu có cây đẹp như thế này thì giới thiệu mình với nha. Anh em cứ cầm hai cây trên tay là biết, so sánh là biết. Đây, cây này cũng thế, gỗ chai. Còn đa số là mình làm gỗ nghiến hết. Chỗ mình chỉ sẵn gỗ nghiến thôi. Cây này là 2011 này, cây này mình để lâu rồi. Còn cái loại này cánh thì cũng lâu nhưng mà cái thân là mình mới lắp đầu năm. Đấy nha, cây này là cây của mình tay trái nên mình lắp bên tay trái, mình thuận tay trái mà. Đấy. Anh em nhìn cái vân gỗ này. Đấy, thấy chưa? Đây là mình chỉ đánh ráp cho lên màu tự nhiên nhé, không phải sơn ve gì nha. Loại nào sơn mình là mình bỏ sơn. Những cái loại này sơn này. Đấy. Đấy, mấy loại đây là loại sơn rồi. Nhưng mà gỗ đều qua xử lý hết rồi, anh em cứ yên tâm dùng là không phải lo nứt rồi cong vênh gì hết. Đây trong đây vẫn còn này, nhiều lắm. Đây này, loại đây là 550 này. Còn mấy loại đây cũng 550 này, còn cây hai cây đen đen này trong. Đây cái bán này nha, bán này anh em nhớ nha. Mà dây dù nha là 450 nha, mà dây gai là hơn 100. Dây gai chênh với dây dù 100 nếu mà cùng một mẫu như nhau. Vì dây gai nó xịn và bền hơn nhiều so với dây dù. Đấy. Trong đây này. Ở dưới kho mình nó còn nhiều lắm, mình chỉ quay trên nhà thôi. Đây là trong đây. Còn vài cây hàng thừa của mình toàn hàng đẹp không này. Đấy, anh em thấy chưa? Bây giờ bếp nhà mình còn không có chỗ để gác luôn, mình phải lấy dần bớt lên, mình còn đi gửi bếp nhà hàng xóm thôi. Đây toàn mấy cây đẹp này à, mấy cây này đều có giá 2,2 triệu hết anh em này. Mấy cái này là 2,2 triệu nhá, hàng này là hàng tuyển đấy. Mỗi khi mình không bán, mình mỗi mẫu là mình bây giờ mình cũng để một cây đẹp nhất để mình chơi. Đấy. Còn một cặp này là 2,5 triệu nha anh em nha. Anh em nhìn này. Đẹp chưa? Cái này là của khách đặt rồi nha nên mình không bán, nhưng mà báo giá là 2,5 triệu anh em biết nha. Lúc nào có hàng mới thì mình được báo. Hoặc anh em nào có yêu cầu mà mình nhờ mình mua hộ thì mình mua hộ cho. Cái này là mình không làm nha. Đấy. Loại này là mình không làm. Mình chỉ mua hộ thôi. Còn cái nào mình làm là mình nói làm, còn không làm là nói không làm, rõ ràng thế. Đây cái này là mình làm đây, hàng thừa mình đây, nhìn xấu xấu hơn bẩn nhưng bắn nó lại chuẩn. Cái nào ấy mình lựa ra đây hết rồi đấy. Mỗi người thích mỗi mẫu nên mình làm nhiều mẫu lắm, nói chung là tầm thay đổi mẫu liên tục mười mấy mẫu. Những cái này đấy 2,2 triệu một cây, mình để bớt cho thôi chứ mình không bán hết đâu. Cây này kiểu gì mình phải để lên một cây. Thế nha, chào anh em nha. Anh em có vấn đề gì thắc mắc thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại 0907 682 888, hoặc là anh em lên trang fanpage Nỏ Dân Tộc Thái để tham khảo các mẫu nha. Chào anh em nha.